ngỡ thầm là người thở qua trong mơ. Xin chào các bác. Hôm nay em có một con đẩy Class Y có mã MZ2.0 muốn gửi đến các bác. Đây là mẫu Class Y của Famoso sản xuất các bác nhé. Thì em cũng không mất thời gian nhiều các bác, thì em sẽ đi tổng quan và giới thiệu cụ thể hơn cho các bác. Thì đối với máy Class Y thì các bác có thể là nhìn thấy nó sẽ có hai quận quận cảm ở đây rất là lớn các bác nhé. Đấy. Con này thì đặc điểm là nó sẽ sử dụng sò san ken 2 vít 2, 4, 5, 10 con một vế, 2 vế là 20 con. Đấy, còn đây các san ken thúc này, rồi là URF thúc này, tầm thấp không nói em gì cả. Đối với con máy này là công suất của nó đạt 1300W của một kênh các bác nhé, 1300W của một kênh ở 8 ohm. Thì con này có thể là chơi full đôi rất là ok và thoải mái. Nguồn size 3U khá là to, tụ thì đẹp, phẳng ni 3300mm 200V, các bác có thể quan sát và tham khảo. Đối với con này thì đánh chất âm nó rất là sạch sẽ và rất là hay. Vì máy Class Y mà các bác có thể tham khảo và nhìn. Nó rất là còn rất là đẹp. Rất là đẹp. Mặt thì đây là con máy 3U các bác nhá. Thì nó vận chuyển thì cái mặt các bác có thể nhìn thấy này. Em quay chi tiết cho các bác nhìn này. Đấy, cái này thì em cũng sẽ sơn xi tuốt tát lại cho các bác nó đẹp hơn một chút. Đấy. Còn máy thì bao di 100% nhá. Máy bao zin nguyên bản cho các bác. San ken nhìn rất là xịn sò luôn. San ken của Nhật Bản. Nòi con này thì rất là tốt, cực hay luôn. Con này thì các bác có thể vã những cặp súp đôi bát 40 từ 2 cùng 100, súp đôi 50 thì nó không đã lắm, nhưng mà 40 thì vã rất là thoải mái. Hoặc các bác có thể vã những cặp súp đơn 50 từ 2.8 cùng 150, có thể là vã rất là tốt đối với con máy này, vì máy nguồn thường nó rất là mạnh. Thì với sản phẩm này thì bên em đang bán với các bác với giá là 7.500.000 và em bao phí vận chuyển cho các bác. Thì bác nào có nhu cầu thì alo cho em qua số điện thoại 0978 790 655. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.